Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn cho bạn bài ghép dọc nha. Bước ba bước bài ghép dọc siêu dễ. Đầu tiên các bạn chạy canh cái bờ vai bên tay trái mình tới cái mức vàng giữa lộ rồi các bạn thấy không, kẻ ngang đó. Đó có mức vàng kẻ ngang đó cho Cái vạch uh, đứt đó. Chúng ta dừng lại, chúng ta đánh hết lái bên phải. Chúng ta cho xe di chuyển vô. Thấy không? Đó, chúng ta cho xe di chuyển vô. Rồi chúng ta trả thẳng lái lại, chúng ta đi sát cái ống đen song song với thân xe bên tay trái mình lấy dưới lộ ống đèn đúng không chúng ta đi sát cái đó chúng ta canh làm sao mà cái vai chúng ta bằng giữa chuồng chúng ta thắng lại ở giữa chuồng nó có một cái mức trắng và cái mức đỏ đây đây quay qua đây cho anh em nhìn ha đó anh em thấy mức trắng mức đỏ ở giữa cái chuồng không nó có giao nhau giữa mức trắng mức đỏ đó chúng ta dừng lại bước đầu tiên chúng ta đánh hết lái qua phải chúng ta cho xe si chuyển tới nhìn vô kiến trái khi nào cái đít xe mình nó thẳng với cái mức trắng đỏ ngay cái góc vuông chuồng chúng ta thắng lại. Đây, mức trắng đỏ nè, thấy chưa? Đó, anh em nhìn thẳng ra phía sau ha. Đó, cái thân xe mình thấy không? Nó có một cái đường thẳng bên tay trái nè. Thấy không? Nguyên cái thân xe mình nó thẳng băng với cái mức trắng đỏ, thấy chưa anh em, thấy chưa? Nè, để thầy quay xuống cho anh em coi. Đó, mức trắng đỏ đó, thấy chưa? Đít xe mình ngay mức trắng đỏ đó, chúng ta dừng lại. Rồi, bước cuối cùng chúng ta trả hết lái về bên trái. Chúng ta cài xu lùi, chúng ta lùi vô nhìn kiến trái nè khi nào thấy cái thân xe chúng ta song song với cái ống đen dưới lộ bên tay trái mình chúng ta dừng lại đó thấy chưa các bạn nhìn thấy ở dưới đất có cái ống sắt màu đen bên tay trái mình thấy chưa nhìn bên kiến trái thấy cái thân xe mình song song với ống đen đó rồi mình thắng lại chả thẳng lái lùi vô khi nào chúng ta nghe tín hiệu cái bút chúng ta thắng lại rồi thắng lại rồi chúng ta chỉ diệt vô số 1 chúng ta chạy ra thôi và khi chúng ta chạy ra nhớ chúng ta tuyệt đối đừng đánh lái sớm nha chúng ta canh chừng nào cái vai chúng ta ra khỏi cái miệng cửa chuồng chúng ta mới đánh Đã đấy chưa cái miệng cửa chuồng đó chúng ta mới đánh ở dưới miệng cửa chuồng có cái ống sắt màu đen đó vai hút cái đó thì đánh hết lái ra chúc anh em thi điểm tối đa nha